đứng lên cho, đứng lên, đứng, cho lên nào, cho lên nào, đứng nhận đấy cho tao. Vừa mới đánh con này nó con này giật mình cái gì? Vừa mới nhổ một đống lông tai xong, nhỏ nước mắt cho xong, ngoáy lỗ tai bây giờ lại đi để đó thì rồi. Ôi yêu thương chúng mày à, hai đứa đứng nguyên để cho tao nhá, hiểu gì không? Con này thì lúc nào cũng như kiểu là tội lắm mà. Còn con này nữa học đòi cả buổi sáng hôm nay chơi đến tận giờ này đi để một con xòe đây. Biết ngay mà tao biết ngay mà mỏi chân thì phải đứng lên, không có khuỵu cái gì hết cả, đứng lên hư gì nữa, điền hết cả người ra. Bố chúng mày gì hả? Con này thì chưa biết sợ đúng không? Con này thì dê rồi, đứng lên nhanh. Ui giời có tiêu đâu phải đâu có trang điểm lên mạng mà.